Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với S6, con app của bạn Văn Sơn. Hiện nay bạn ấy đang là VIP 3 thôi. VIP 3 thì cũng coi như là nông dân rồi anh em ạ. Chắc nạp mấy cái gói 22k hay là gì cho nên là VIP 3. Đây, chắc nạp khoảng 174.000 rồi. Hôm nay mình sẽ lên thần cho con Golden Visa. Cho bạn ấy lên đỏ luôn. Team của bạn ấy chơi thì nó khá khác so với team của những bạn chơi khác. Nó có một vài sự đột biến nhỏ nhỏ, bạn ấy chơi Goten SSS Goten cấp 3 luôn chứ không phải Goten SSS nha. Không chơi Cell mà chơi Black Fufu. Đấy, đây có thể là một cái bước tiến mới, bước đột phá trong cái con ác này của bạn ấy. Nó không đi theo lối mòn, phải thay đổi tí cho nó ra gì vào này nọ. Ơ, mà đây có 220 đá mà chưa có đá rồi anh em ạ. Nhưng mà bạn ấy bảo đủ đá rồi là sao ta? Đá rồi nó ta hay là đổi ở đây 600 à? Ở đây đổi ở đây mới đủ không các bạn? 1.000 mới đủ cơ, trời ơi, 1.000 mới đủ đá cơ. 240 đá rồi mà anh em. Chắc tối nay em đủ được đá, ép con này lên thần rồi. Thôi để tối nay bạn ấy tự nâng thôi. Bây giờ tẩy lấy kim cương lão phí này, bạn lấy hết rồi. Xếp hạng đấu trường nó hạng 19 à, hạng 22 à, hôm qua là cả hạng 19. Mấy bạn bên trên này ngắt phết này, bạn 19 73 triệu, ôi dùng về quá. 85 triệu ăn được ông 21 này này, mà không biết có ăn được ông 20 không. Hôm qua bị ông 19 ông ấy thịt mất đây. Đá 6 thì cũng chơi lâu lâu rồi anh em. Mình nghĩ là sau khi con Visa này mà nâng lên thì có khi được chiến lược cũng lên gần ức ấy. Bạn này chơi chắc cũng chịu khó cái quốc. Và lại mình bây giờ cần đổi thêm 30 đá trong cái sự kiện kia nữa là đủ. 20 mảnh, 20 con tướng S, 10 con tướng S. Ô, hình như vẫn còn là 2 cái con tướng S. Tướng S trong kia tiệm hình như đủ anh em ạ. Mình nghĩ chắc là đủ. Tiệm còn đá không? Còn đá. Còn 3.945 đủ kiếm hai con nữa. 7.500. Đủ anh em ơi. Con Pizza đang level 190 chưa lên thần mà 3.066 vạn chiến lực rồi. Xịn. Con này nó xịn nha, rất xịn. Phá hoại 4 sao. Ấn ký này mà lên 4 sao nữa này, còn xịn nữa này. Bây giờ nâng sau lên thần thì còn lại thừa bao nhiêu nhá. Thừa bao nhiêu đổi hết cái đá Z này. Đá nâng cấp Z này để nâng cấp tăng ra con sao đi. Hút ở đây có này này. Thiếu 1 mảnh này, thiếu 2 mảnh anh em ạ, thiếu 2 mảnh rồi. Còn có tinh này sao? Một tinh sẽ bộ sen hai, con này sẽ bộ cam mê á. Trong cái này chiến lược to rồi anh ạ, nhưng mà xài set ấn ký như này thì nó sẽ không trụ được lâu. Đánh PVP kiểu gì cũng thua. Chiến lược có vẻ to ấy, nhưng mà PVP sẽ không hiệu quả. Con cô tinh này đang cần trâu cơ, đa phần như con cô tinh con cu ba cần phải trâu.
mềm nhau tóe lửa luôn, lại thiếu đam. Nhưng mà Black Goku tăng đam có khi ở hơi sale ấy. Nhưng mà Black Goku nó đam theo phần trăm HP mà lại xài bộ Kame là hỏng rồi. Bộ Kame để sang cho Goten xài, xài thêm một set Kai nữa. Vứt set gen đi, tách vứt hết. Chả ai để người ta xài set gen nữa rồi. Set gen phế vãi trưởng. Anh em biết tại sao mà xài set Kame với set Kai cho mấy con tướng kỹ support không? Tại vì cái chỉ số công cơ bản của nó quá thấp, mà những cái set gen đấy nó tăng công, phần trăm công của mấy con đấy thì nó thấp và sự không cần thiết anh ạ. Đấy, không còn lượt thi đấu mà người vào mình đem nhau cho nhau xem. Mình tưởng là bạn ấy đủ đá là chứ, xong bảo ấy với PM mình bảo được, mình là ép thần lên chứ, nhưng mà thấy vào vẫn chưa thấy đủ đá luôn. Nếu thôi tôi tiện review luôn cho anh em xem. Thần kia kinh quá. Yeah, anh chiến thắng. 20 này. Ăn được phải ông 20 này không? Nhưng mà 20 là gì? Chắc ăn được thôi. Hai con Frieza với hai con SS trong team này với nhau nó cũng khá hợp anh em ạ. Về cái con Goten này nó nhiều khi nó cũng stun được ấy.
không khác gì xóa chocolate cả. Nó cũng gọi là một con bư béo nhưng mà nó lại hiệu quả hơn con bư béo đấy, win rồi. Tính anh em nó vô tinh này hiệu quả hơn bư béo cơ, hoặc có khi anh em nuôi hết full team 5 cho mình luôn. À, gọi là dân chơi mà dân chơi hệ phóng thì sợ gì, cho nó gọi là biến dị luôn nhá. Ví dụ là mình sẽ xây dựng cho anh em một team như này này, để mà Cuba này, vô tinh này, pizza này, bư bư béo này, bư gầy này, không chơi gia cô luôn nhưng không được, không có gia cô rồi mà gia cô thì nó mới trụ lâu được. Bỏ Cuba đi nha, mình trêu với nhau đấy. Nên thực ra cái team này là hợp lý nhất rồi, cho con này thành con sale và con ấy vào đây, bư béo vào đây, xe hoặc bư béo. Quả lách này gây đan mà anh phải xài bộ cai cơ, xài bộ Kame làm gì có máu, máu 3,6 triệu, Kame nó xịn hơn, à bộ cai nó xịn hơn, bộ Kame vứt sang cho con này này, 108 tốc. Chưa pizza thì chỉ cần pizza tốc cao thôi, mấy con còn lại không cần gì tốc cao, mấy con còn lại cần độ trâu thôi. Đấy thôi anh em ạ, đấy là một vài cái nhận xét quan điểm cá nhân của mình về con ác này. Anh em nào có ý kiến gì khác thì anh em phải comment dưới video nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em thôi, bye bye anh em, see you again.